chào mọi người quay trở lại kênh YouTube của An Phát Computer. Thì là thương hiệu laptop được yêu thích nhất do người dùng bình chọn vào năm 2021, thì MSI là một hãng có rất nhiều những mẫu laptop đa dạng phù hợp với từng ngành nghề, từng lĩnh vực và từng đối tượng người dùng khác nhau. Nhưng mà chính ở trong video ngày hôm nay thì chỉ là một chiếc laptop. Nghe đến tên thôi là mình nghĩ các bạn cũng sẽ biết dành cho đối tượng nào. MSI Creator M16 hướng đến đối tượng người dùng là các nhà sáng tạo, bao gồm là thiết kế đồ họa chuyên nghiệp 2D, 3D, chỉnh sửa ảnh, video. Thì chiếc máy này được MSI cho ra mắt để phục vụ chủ yếu sẽ là các nhu cầu về công việc. Khác với các sản phẩm laptop gaming khi mà chủ yếu sự quan tâm sẽ là về cấu hình và tản nhiệt, thì ở những chiếc laptop dành cho creator, ngoài cấu hình, tản nhiệt thì các bạn sẽ còn phải quan tâm đặc biệt chính là màn hình. Là một sản phẩm dành riêng cho giới sáng tạo thì đương nhiên màn hình của Creator M16 tất nhiên phải là màn hình chất lượng cao, 16 inch độ phân giải QHD+ hay còn gọi là 2K+, 2500x1600, tấm nền IPS, chất lượng hình ảnh siêu sắc nét với màu sắc chuẩn 100% DCI-B3. Điều này thì hoàn toàn tương đương với khoảng là 100% sRGB, thậm chí là 100% Adobe RGB. Vì DCI-B3 sở hữu giải màu rộng hơn 25% so với sRGB, với độ phủ màu cao như thế này còn giúp cho DCI-B3 hiển thị nội dung HDR một cách chân thực hơn so với cả sRGB nữa. Độ sai lệch màu sắc thì Delta là nhỏ hơn 2, thế nên là gần như màu sắc sẽ giống và sát với thực tế nhất. Thêm vào đó thì màn hình này còn tích hợp thêm công nghệ đó chính là True Color, được cân chỉnh màu sắc tại nhà máy và đạt chứng nhận Comment Verify như một sự đảm bảo về độ chính xác màu sắc, và các bạn có thể điều chỉnh ngay trong phần mềm MSI True Color. 4 viên màn hình thì đều siêu mỏng, độ sáng lên đến là 500 nit, tương đương với cả độ sáng của MacBook Pro M1. Cùng tỷ lệ màn hình là 16:10, phù hợp với tỷ lệ vàng 1.618, tỷ lệ hoàn hảo được coi là quy luật của cái đẹp. Thì tỷ lệ vàng này cực kỳ phù hợp với những bạn nào là dân thiết kế, vì tỷ lệ vàng thì có thể giúp các bạn tìm ra kích thước phông chữ các bạn nên sử dụng cho tiêu đề này, nội dung trên trang web này, landing page hay là bài đăng blog hoặc là các sản phẩm in ấn. Màn hình tỷ lệ khung hình này thì cung cấp thêm là 11% không gian so với màn hình 16:9 thông thường, giúp không gian làm việc và thao tác trong các ứng dụng Adobe được rộng rãi và thoải mái hơn. Và đây thì chắc chắn là một chiếc màn hình chỉ phù hợp để làm việc vì tần số quét là 60Hz. Mặc dù cấu hình thì thừa sức để các bạn có thể chiến các tựa game, nhưng mà nếu các bạn muốn chơi các tựa game FPS cao thì mình nghĩ nên tìm một sự lựa chọn khác phù hợp hơn nhé. Ở đây thì cấu hình thì sẽ được trang bị là CPU thế hệ thứ 12 mới nhất Intel K7-12700H. Riêng nâng cấp về CPU thôi thì phiên bản mới của năm 2022 này về hiệu suất đã tăng lên khoảng hơn 30% so với thế hệ tiền nhiệm. RAM thì là 16GB trang bị sẵn, 512GB SSD và NVIDIA RTX 3050. Ở mức cấu hình này thì mình nghĩ các bạn dễ dàng thấy được ở rất là nhiều các mẫu laptop gaming mới ra hiện nay. Hiệu năng này thì có thể chiến được hầu hết tất cả các tựa game phổ biến, thế nên là sẽ cực kỳ mượt với các phần mềm đồ họa. Mức chênh lệch về hiệu năng giữa K7-12700H và các thế hệ vi xử lý trước của Intel cũng một lần nữa rất là lớn, với Cinebench R23. Nó nhanh hơn i9-11950H khoảng 51% này, nhanh hơn K7-11800H gần 56% và nhanh hơn đến 74% so với K9-10980HK. Chính vì thiên về xử lý các tác vụ đồ họa nặng, thế nên là Creator M16 sở hữu hệ thống tản nhiệt khá là đồ sộ với Coolerboost 5 độc quyền của MSI, hai quạt 4 ống đồng và keo tản nhiệt chuyên dụng, thì laptop của các bạn sẽ không lo về vấn đề nóng máy. Tuy nhiên thì khi tản nhiệt hoạt động hết công suất thì không tránh khỏi đó chính là độ ồn, và nếu như mà các bạn chưa sử dụng đến các công việc nặng thì có thể điều chỉnh lại chế độ ở ngay trong phần mềm MSI Center nhé. Về phần thiết kế thì phong cách tối giản, tinh tế vẫn được MSI ưu tiên cho dòng Creator này. Về form máy thì mình thấy khá là giống với cả Pro GL66, hơi hầm hố này, giống các dòng laptop gaming, chưa được mỏng nhẹ lắm so với các dòng Creator khác. Nhưng mà tổng thể chung với laptop 16 inch mà 2,2kg thì đây vẫn là mức cân nặng mà các bạn có thể linh hoạt đem theo di chuyển được. Toàn bộ máy thì được làm bằng nhựa với một màu đen bao phủ toàn bộ máy. Điểm nhấn duy nhất thì chính là logo MSI và các khe thoát gió tản nhiệt được cắt gọt xung quanh. Phần bề mặt này thì bám vân tay khá là nhiều, thế nên là các bạn cần vệ sinh laptop thường xuyên. Đối với cá nhân mình thì mình nghĩ đây cũng sẽ là một sự lựa chọn khá an toàn vì có thể phù hợp với môi trường cũng như là mọi hoàn cảnh mà các bạn sử dụng.
Thêm vào đó thì Creator M16 còn đạt độ bền chuẩn quân đội, thế nên các bạn hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng trong một thời gian dài nhé. Về phần bàn lề thì bàn lề mở được 180 độ, phù hợp khi mà các bạn làm việc để thuyết trình này, hay là trình bày ý tưởng cho khách hàng, hoặc là khi các bạn thiết kế muốn nhìn sản phẩm của mình trên một góc nhìn khác. Về bàn phím full size, trang bị LED trắng đơn sắc để các bạn làm việc được trong điều kiện thiếu sáng. Touchpad thì zin mượt, cảm ứng tốt. Cảm biến vân tay một chạm tích hợp ngay trên touchpad sẽ giúp mở máy nhanh hơn và bảo vệ dữ liệu của các bạn một cách tốt hơn. Về cổng kết nối thì siêu đầy đủ. Đương nhiên dành cho creator mà, chúng ta sẽ có là 3 cổng USB Type-A, 1 cổng USB Type-C, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45, 1 jack audio combo và cổng nguồn. Hơi tiếc một chút vì không có khe thẻ SD, và cá nhân mình thì mong là ở phiên bản tiếp theo MSI sẽ bổ sung thêm khe thẻ SD trên dòng máy này. Tổng kết lại thì với mức giá được coi là khá tốt ở thời điểm hiện tại, hơn 35 triệu đồng, chúng ta sẽ có một cấu hình khỏe này, tản nhiệt tốt này, đặc biệt là màn hình siêu siêu đẹp, thì Creator M16 sẽ là một sự lựa chọn xứng đáng dành cho những bạn nào là dân sáng tạo chuyên nghiệp. Link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới phần mô tả cho mọi người có thể click vào. Và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.